Bạn đã là thành viên của Toliha chưa? Rất đơn giản. Các bạn hãy làm theo bước sau. Bước thứ nhất, click và đăng ký trên góc phải của màn hình. Điền đầy đủ các thông tin vào mẫu form. Click vào nút đăng ký và Toliha sẽ gửi cho bạn qua email một đường link để kích hoạt tài khoản. Các bạn mở email và nhấp chuột vào đường link. Và thế là công việc đăng ký của chúng ta đã hoàn tất. Bước 2, click tháng vào tháng nút này. đăng nhập phía bên phải màn hình. Sau đây. Tiếp đó các bạn điền các thông tin mà đã đăng ký tài khoản tại toliha.vn. Bước 3, chọn khoa học cần mua, click vào mua ngay. Sau đó sản phẩm sẽ được chuyển tới giỏ hàng. Nếu tài khoản bạn đủ tiền, khóa học sẽ được kích hoạt ngay. Nếu tài khoản không đủ tiền thì sẽ chuyển sang trang thanh toán. Để thanh toán các khóa học, các bạn hãy làm theo cách sau đây. Cách thứ nhất, chuyển khoản vào tài khoản công ty và ghi rõ nội dung là nạp tiền vào mã tài khoản. Cách thứ hai, nạp thẻ cào do tolia.vn phát hành. Và cách thứ ba, thanh toán trực tuyến qua ví điện tử ngân lượng, thanh toán qua internet banking và làm theo các bước tại trang thanh toán. Để tham gia khóa học và làm bài luyện tập, các bạn đăng nhập vào tài khoản, chọn khóa học của tôi, vào học các bài giảng và luyện tập cuối bài, cuối chương và cuối khóa. Để tham gia thi kiểm tra online tại Toliha e-learning, các bạn cần làm theo các bước sau. Bước 1. Truy cập http://toliha.vn Nếu chưa có tài khoản, các bạn click đăng ký để đăng ký tài khoản. Hệ thống sẽ gửi một email để xác thực tài khoản. Các bạn chỉ vào email để nhấp chuột vào đường link đăng ký. Bước 2. Đăng nhập vào tài khoản Bước 3 vào danh mục thi kiểm tra online để vào các bài thi, mua bài thi, làm bài thi và nộp bài thi. Sau khi nộp bài thì hệ thống sẽ tự động chấm điểm và hiển thị ngay kết quả bài thi. Khi kết thúc cuộc thi sẽ hiển thị bảng vinh danh sắp xếp theo thứ tự từ học sinh có điểm cao nhất và thời gian làm bài ngắn nhất. Toliha sẽ có nhiều loại giải thưởng khác nhau tùy thuộc vào cuộc thi. Hội tụ một đội ngũ nhà giáo giỏi chuyên môn, tâm huyết với sự nghiệp chồng người. Tolia nỗ lực kiến tạo giá trị giáo dục hiệu quả, hiện đại, văn minh, mang niềm hy vọng lạc quan về những mùa quả ngọt. Không chỉ phù hợp với học sinh ở mọi lứa tuổi, Tolia còn là một kênh hữu ích giúp các bậc phụ huynh tham khảo trong quá trình tự kèm cặp con em mình. Tolia có nhiều bài tập trách nhiệm phong phú, qua đó đánh giá chất lượng học tập một cách sát sao. Lựa chọn Tolia e-learning, phụ huynh thường xuyên được đồng hành cùng với việc học của con vì sau mỗi bài kiểm tra online, kết quả sẽ được gửi đồng thời đến email của phụ huynh và của các con, kèm theo nội dung rút kinh nghiệm và tư vấn. Bên cạnh đó, Toliha có các bài tập cuối tuần, cuối kỳ cho khối tiểu học, trung học cơ sở hoàn toàn miễn phí. Với những nền tảng sẵn có, Toliha e-learning tự hào là cộng đồng học tập chất lượng, hiệu quả, chia sẻ, kết nối và tiết kiệm thành công.